Cái nút sensor này là nút gì? Đấy, nó chính là cái nút mà nó sử dụng cái cảm biến chuyển động. Đấy, nó có chức năng là theo dõi cái chuyển động ở trong một cái phòng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì trên các cái điều hòa, nhất là đây là cái điều hòa Daikin, thì nó có rất là nhiều nút ở phía bên dưới đây. Đó, thì các cái nút này thì nó có mỗi một nút thì nó có một cái tác dụng nhất định. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái nút mà có thể các bạn ấn rồi chưa ấn, hoặc là dùng rồi mà các bạn không để ý nó là tác dụng của nó là gì. Thì đó chính là cái nút sensor. Đây các bạn, nút sensor đây. Thì cái nút sensor này thì để sử dụng được nó thì các bạn phải bật máy lên nhé. Đấy, các bạn bật máy lên và ấn vào nút sensor. Đấy, cái nút sensor này là nút gì? Đấy, nó chính là cái nút mà nó sử dụng cái cảm biến chuyển động. Đấy, nó có chức năng là theo dõi cái chuyển động ở trong một cái phòng, là thì để nó đưa ra cái điều chỉnh cho nó tốt nhất cho cái hệ thống và cho cái không khí ở trong phòng, cũng như là cái tiết kiệm điện. Đó, thì cái nút này nó hoạt động như nào? Đấy, bây giờ thì mình sẽ phân tích về cái nút này nhá. Thì đối với cái nút sensor như này, đấy, thì đối với cái nút sensor như này nhá, thì các bạn hiểu là đầu tiên là về cái điều hòa thì nó có hai cái góc như này, thì cái góc này đó, thì cái cảm biến của nó cho phép là chúng ta hoạt động, tức là cái cảm biến của nó này, nó cho phép chúng ta hoạt động, nó cho phép cái góc đấy, là nó phân ra cái góc như thế này. Cái góc này chỉ được 90 độ thôi các bạn nhé, đó là cái góc mà theo cái chiều dọc đấy đó, và theo cái chiều kia thì cái góc của nó như thế này. Cái điều hòa ngang chúng ta nhìn như này thì cái mắt cảm biến của nó chỗ này. Đó, cái mắt cảm biến ở đây thì nó sẽ có cái góc này. Đấy, là mỗi bên này là 55 độ. Đấy, 55 độ các bạn nhé, 55. Thì tổng cái góc này này là 110 độ. Đó, thế còn cái mà cảm biến nó sẽ đo được cái khoảng cách như thế này, tức là cái cung này này, cái khoảng cách từ cái điểm này ra đến đây khoảng 7 mét các bạn nhé. Thì ngoài cái vùng này thì nó sẽ không cảm biến được, thì cái chế độ này nó không có tác dụng, nó coi như là không có người các bạn nhé, không có chuyển động đấy, hoặc là có thể là nó xê dịch một chút, nó có thể là 7 mét hơn hoặc là dưới 6 mét. Đấy, thì cái khoảng cách của nó là tối đa là như thế. Đấy, và cái bên này cũng thế các bạn nhé, cái chiều ngang này thì cái cung của nó ở chỗ này cũng 7 mét. Đấy, tức là khoảng cách từ con mắt này đến cái điểm chuyển động nó dò được ấy, thì là 7 mét. Thì đấy là về cái cảm biến để cho cái chế độ sensor này hoạt động. Đấy, cái chế độ sensor này hoạt động thì nó hoạt động như nào? Thế khi mà một cái điều hòa như thế này đó, thì đối với cái dòng nhá mà nó không có cái cánh, nó không có cái đảo gió theo chiều ngang, tức là cái nó có cái cánh đảo gió ở bên trong này, nhưng mà nó sẽ có cái động cơ để chạy cánh đảo gió này theo hai chiều như thế này. Thì nếu như cái con mà nó không có động cơ đó, thì nó chỉ có cái tác dụng là khi mà trong cái phòng này này, khi trong cái phòng, tức là trong cái phạm vi 7 mét này này, mà nó không có chuyển động, nó không có chuyển động trong vòng 20 phút các bạn nhé. Tức là nếu trong phòng không có chuyển động 20 phút thì nó sẽ tăng lên 2 độ. Đối với chế độ lạnh, tức là chế độ lạnh, thì nó tăng lên 2 độ nhiệt độ ấy các bạn nhé, không phải là độ check đâu, mà nhiệt độ 2 độ C. Và ở chế độ nóng thì nó sẽ giảm xuống 2 độ C. So với cái gì? So với cái nhiệt độ chúng ta cài đặt, so với cái nhiệt độ chúng ta cài đặt. Vì khi mà chúng ta cài đặt 25 độ đúng không ạ, thì không có người, sau 20 phút thì nó sẽ
tăng lên 27 độ đối với cái chế độ lạnh và giảm xuống 23 độ đối với chế độ nóng đấy. Và ở cái chế độ tách ẩm, cái chế độ dry thì nó chỉ dry tách ẩm thì nó chỉ tăng lên 1 độ thôi các bạn nhé. Đó, nó chỉ tăng lên 1 độ thôi. Cái tách ẩm nó là chế độ lạnh nên nó cộng, nên nó cộng thêm 1 độ. Thì đó là về cái tính năng của cái con này. Cái con mà nó không có cái đảo gió tự động hai chiều và nó chỉ chỉnh bằng tay ở đây nhá. Đó, thế còn cái loại mà nó có cái nó, tức là còn cái loại mà nó có cái chức năng đảo hai chiều này thì nó sẽ phân ra cái con mắt này này. Nó sẽ phân ra hai vùng như này các bạn nhé. Cũng phân ra hai vùng như này. Đó. Thì mỗi bên này là 55 độ. 55 độ. Góc 55 độ nhé các bạn nhé. Góc 55 độ. Đó. Thì trong phạm vi 7 mét này thì nếu như có cái chuyển động. Nếu như có một cái chuyển động mà ở trong cái vùng này chẳng hạn. Tức là vùng mà bên phía bên trái này. Thì cái hướng gió của các cái cánh chỉnh ở trong này nó sẽ tự động nó chuyển sang phía bên phải này. Đó. Và ngược lại, khi mà có cái chuyển động ở bên này thì nó sẽ lại chuyển ngược sang bên này. Đó. Tức là có chuyển động ở bên nào thì nó lại quay cái hướng gió này ngược sang cái phía bên mà không có chuyển động, để cho cái gió nó không thổi trực tiếp vào cái người mà đang ngồi ở cái cửa gió này, để nó tránh được cái như là cảm lạnh hoặc là đó, nhiễm lạnh. Vì cái gió thổi ra, các bạn biết là cái gió thổi ra rất là lạnh. Đấy, thì nó tránh được cái thổi trực tiếp vào người. Thì đấy là khi có người nhé. Đó, còn khi mà cả hai bên đều có người thì nó sẽ thổi sang bên trái các bạn nhé. Đấy, nó ưu tiên là để nó thổi sang bên phía bên trái đấy, thì nó lại, tức là có cả hai bên thổi sang bên trái thì nó giảm được cái nhiệt độ thổi vào người thì đó. Thế còn khi mà ngoài phòng đang không có người, khi mà người ở ngoài phòng đi vào, ví dụ trong một cái phòng như này, thế khi mà nó đang ở cái chế độ nâng lên 2 độ này, thì khi mà có người vào đi vào phòng, nó cảm biến được chuyển động thì ngay lập tức nó sẽ trả lại cái nhiệt độ cài đặt. Ngay lập tức cái nhiệt độ cài đặt sẽ được thiết lập để chạy đấy, ở chế độ có người, chứ không phải là cái nhiệt độ nó mặc định nhá, mà có người. Chính vì thế mà khi trong cái phòng này không có người khoảng 20 phút, nó sẽ tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ giảm được cái điện năng xuống. Khi mà không có người ấy, thì nó sẽ giảm điện năng xuống. Đấy, thì nó tiết kiệm được điện ở chỗ này. Và cái thứ hai là đối với cái dòng này thì nó tránh được cái gió thổi trực tiếp vào người. Đấy, và khi mà ở cái chế độ quạt không, tức là không thuộc chế độ lạnh hoặc nóng, khi mà chỉ có quạt thì nó sẽ giảm cái tốc độ quạt xuống. Sau 20 phút không có người, nó sẽ giảm cái tốc độ quạt xuống. Thì cũng là tiết kiệm điện các bạn nhé. Đấy, tiết kiệm năng lượng. Thì một số cái dòng khác thì nó cũng có các cái chế độ tương tự, nhưng mà đây là cái mà ở điều hòa Daikin các bạn nhé. Đây, cái điều khiển của nó đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.